Hello mọi người, hôm nay mình sẽ remodel, tiến hành remodel cái tiệm nail của mình. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết. Nói tiếng Anh hay tiếng Việt đây? Sơ này là mắt nhí nè. Ở BM nè. Marquee. This is the name of the pen. We call it Marquee. Việt Nam kêu cái gì ra? Mắc que kiếc kìa hả? Nghĩ là Marquee. Không làm nữa. Là mình bỏ vô mấy thùng? Mình bỏ vô 3 thùng trước. Google thì nó nhanh nhất. Thầy của tất cả hả? Cái này trước khi mình mở ra chắc mình phải lắc nó trước đúng không Lan? Mình bỏ cho mình có cái cây nè. Bỏ vô đây rồi mình lắc sao. Let's go. It's look like ice cream. Sơ cái nào trước con? Ủa sơ bên đây trước? Màu nào? Màu trước. Màu này là nhiều nhất. After that, mix it. Mình mix cái này là mình nhớ là sơ Việt Nam là mình có bỏ thêm cái gì xăng nữa phải không? Sơn bên này chắc đâu cần bỏ đâu không? Nhớ hồi xưa ở Việt Nam là mỗi lần mà pha sơn là bỏ gì, bỏ xăng đúng không? Đó là sơn dầu. À, sơn dầu. Oil. Oil base. Oil. Ở cái sân xe ngày xưa đâu sân rồi hả? Không biết hồi xưa cái sơn gì cũng ông cũng kêu là mua xăng về đổ vô đó. Ờ, Việt Nam thì trước thì nhưng mà về sau này nó có sân nhà thì nó có sân này. Đâu có thùng nào thùng này ha. Đây mình sẽ sơn hai màu. Màu này và màu này. Làm vô tường thoải mái nhé, cái đó lát thôi là tự lại chuyện. Rồi phải thang rồi. Phải thang rồi. Rồi kia. Có con có nhiều ghế lắm nè, mấy cái ghế này mình xài được không đem? Mấy cái này mai mốt mình cũng dục rồi. Cái floor này làm hết luôn hả? Dạ. Họ tính là vậy làm mình còn làm việc cũng tiện chứ, có gì mà cái sơn có dính dưới thì mình cũng đâu có khe đâu, mình cũng làm lại cái floor khác mà. Chúng hỏi về để cho nó thoải mái tí phải không? Ừ.
Hay là mình đang làm gì vậy Đan? Mình đang dán toàn bộ đây. Dán mấy cái này là để để lát nó sơn nó không có bám vô cái phần inox ở bên đây. Yep. Đầu tiên. Toàn bộ tường chắn. Everything. Yep. Nào đi đường lạnh nha. Sơn nó đi thẳng băng rồi. Giống như cái phần nãy là đạt hỏi cái phần tường hai màu giao thoa của hai cái màu là mình mới có cái miếng này mình dán lên cho nó thẳng nhìn cái nước sơn, sơn nó mới nét đúng không? Đúng rồi, nó không có chạy đâu. Không rồi hả? Đâu tại sao mình phải chuỗi này ta? Để mà mình lát nó mình sơn cho nó sạch, nó không bị bám bụi ra đây. Yeah. Rồi. Bây giờ mình sơn luôn. Để coi. Ok, giờ mình sẽ sơn cái màu thứ hai. Mình sẽ sơn 1, 2, 3, 4 cây cột. Chào cái máy này. Đây là cái máy sơn ha. Cái này là mình để lại cái lọc nước thôi. Không có đục nước này. Cái này là mình thay lần là mình làm máy màu sơn là mình thay cái cục đó. Đâu thùng nào của nó đâu. Thùng màu đen. Giờ mình sẽ màu đen. 35 đồng, 35 đồng ha. Đâu? Ở đây chị đang ngắn quá không ta? Đúng rồi, tại mình đổi sàn mà đúng không? Đúng rồi. Thì cứ thoải mái thôi. Qua đây.
Ok. Now, let's go. Này là mình đi mấy lớp ta đang? Mình sẽ đi 2 lớp. Wow. Mình thử một cái thôi đó. Mấy cái vết này sẽ mất lát nữa. Nó vô cái màu này, vô cái màu này thì sao? Mình sẽ làm ngay lập tức luôn hả? Không, mình chỉ được làm cho bạn coi thôi, chứ còn cái này thì lỡ lát khô rồi nó sơn, mình sẽ tiếp lớp kia. Để cái này mình coi cái máy là nó làm sao thôi đó. Còn ủa mà sao cái này mình chùi ra bằng khăn giấy vậy đó hả ta? Tại vì cái lớp sơn trước á, à, nó còn chưa có dính. Cho mình cái khăn đi. Cho mình cái khăn. Khăn à? Đâu, khăn chắc quá. À, lấy cái khăn xanh đi. Okay. Khăn đó là giờ một đi không trở lại rồi đó. Mình cho bạn coi cái máy sơn nó sơn sao thôi. Chứ còn sơn nữa mà sẽ không sơn như vậy đâu. À hả, thì sơn. Mình cũng cần cover trước. À. Đúng rồi, nếu mình cover lại thì lúc mà đúng rồi sa tan giống như là mình phải cover lại thì sơn nó mới không có kỳ cực giống như phải lao vậy nè. Đúng rồi, mình muốn coi là bạn coi là cái máy sơn như sao. Nếu mình chùi ra liền nó cũng dễ ra chứ sa tan ha. Đừng để nó không ra là được. À ok, có được. Cái này đoạn này cho bạn coi, đừng có quay dưới đoạn này, hậu chuyên nghiệp ạ. Không sao, ngày mai vô, sáng mai vô quay lại cũng cái cột này, cái coi cái cột thứ mấy ta? 1 2 3. Sáng mai vô kiểm nghiệm cái cột này. Chúng mình cho bạn coi cái sơn máy làm sao. Không, cái sơn máy thì sơn nhanh đó chứ. Nghe không? Công nhận ha. Máy sơn. Vậy cho mình hỏi là tại sao mà bác không sơn mà lấy sơn máy mà sơn cái miếng này mà phải lấy cái sơn cây đó ta? Cái nào? Tại vì nếu mình mà sơn nó phải cover hết. Đúng rồi, cover nó bay lung tung hay nó dính vô nó phiền. Cho nên là mấy người mình ưu tiên sơn lại trước. Hello cả nhà nha, hôm qua mình đã sơn xong, tối hôm qua là mấy anh đã sơn xong cho mình rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ đi chọn gạch để lót nền. Hôm nay mình đi sớm quá, bạn đạp xe chống chân. Morning. Good. How are you? No, we get one to look at it and we will chew it. Thank you. Đây là cái gạch giả gỗ nè, gạch. Đây là 77 sen một miếng à. Ở đây có rất là nhiều loại cho mình lựa không?
mình lựa giả gỗ nè, gạch bóng nè. Chà, cái này là một đầm 49 cm, một miếng của nó là nhiêu đây nè, từ đây nè cho tới đây nè, một đầm 49 cm. Ở đây có tới hàng trăm loại luôn á. Ở đây có những cái người ta làm mẫu cho mình. Đây, đây là gạch bóng nè. Này 2 đồng 99. Con miếng này bự chứ, khoảng 3 gang tay. Gạch này đẹp quá. Gạch này là ceramic gốm, 1 đồng 79. Này cũng đẹp nè. Tại mình khoảng 900 square foot thì từ gạch không chắc cũng phải gần 2000. Ở đây thì bữa mình có đi dạo là có hai loại. Một loại là nó bằng gạch men dày, còn một loại là nó ráp như miếng gỗ vậy đó. Nằm đâu ta? Ở bên kia rồi. Gạch này mắc quá. Gạch này 3 đồng 79 cent một miếng. Một miếng của nó làng vậy. Này rẻ vậy anh, 44 cent nè. Này đây, đây là cái loại mà người ta ráp nè. Người ta ráp là nó sẽ có cái đây có cái đường rãnh này nè, người ta ráp bằng yes. Này, 2 đồng 69, 2 đồng 79. Đây cái kia thì mình biết là người ta giờ dùng keo ta dán, nhưng mà còn cái này thì mình yes. Ok, để mình đi lựa cái màu nào là mình thích rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì mọi người mình đang phân vân giữa loại này, đây nó có cái sample cho mình xem nè, cái lót thì nó sẽ ra như vậy. Giá của nó là 1 đồng 79 một miếng, khoảng 20 đồng một cái box. Một box của nó là
11 miếng. Đây, một box. 11 miếng. Lọ thứ hai mình đang muốn phân dân là lọ này. Lọ này là cũng là giả gỗ, mà giả gỗ là bóng. Bóng thì cái lọ này mắc hơn, lọ này 2 đồng 39. Đang phân dân giữa một trong hai mẫu, mà chắc mình đi xem một cái loại gạch bóng nữa để xem. Cái này thì 30 đồng. Ô, miếng này lớn hơn miếng kia. Miếng này là 30 đồng một box. Của nó chỉ có 5 miếng một box thôi, nhưng mà nó chảy được tới là 13 square feet lần. Ô, miếng này lớn hơn, một con miếng nó lớn như nè. Họ lót cái này là chắc 2000 mấy tiền gạch luôn đó. Mình mới thấy có cái loại này 1 đồng 99. Này nhìn y như là gạch, y như là cái bãi lót sàn vậy đó, nhưng mà thật sự nó là gạch. Một miếng của nó là bự. Này là 1 đồng 99. Thôi, một miếng của nó đây. Đây à. Gạch này chắc lót, không biết là lót ngoài hay là lót nhà tắm thôi. Wow. Cái gì mà đang 64 cent, 75 cent, 1 đồng 12 cent. Này 8 đồng là làm sao? Bốn đồng, 7 đồng, 8 đồng một miếng. Rồi, à, cái miếng non vậy. À, ông ý gặp. À, phía sau nó có cái miếng lưới, nó có mấy miếng này dính lên. Rồi khi người ta dán vô, ta sẽ chắc xi măng vô giữa mấy cái rãnh này. À, ồ, giờ tiện quá ta. Cái gì cũng có hết á. Muốn nhà mình đẹp theo kiểu nào cũng có hết á. Quá trời rộng. Ồ. Oh. Hay da cái này mà mình sơn nửa cái nhà, nửa cái tiệm, rồi sau đó mình lót mấy cái gạch này là đẹp lắm luôn á. Ồ, oh, gạch này gạch đặc biệt nha bạn, các bạn. Gạch này nó bán theo miếng. Một miếng vậy nè. 89 cent. Miếng này sốc thiệt, miếng này 4 đồng. Ôi trời ơi. Một miếng dày mà 4 đồng. Wow. Nó làm cái trên này chỉ là kính thôi. Này 1 đồng 59 cent. Ok, sau khi đi vòng vòng thì mình quyết định là mình sẽ lấy loại này. Một đồng 79 cent.
Wow. $15 per box. $27 một box, $28 đi, không thuế nữa chắc cũng 29 rồi. 30. 30 đồng một box mà 15 square foot. Mất một box. Nhiều quá. Mà cái này đẹp. Đẹp bóng. Yes, no, not this one. Okay. Sorry. Are you okay? Maybe over there. Yes, we choose this one. Okay. Hên quá, có cái ông Mỹ này ông hét mình mà mình không biết chọn cái xi măng nào. Yes, we want to ask about this one. The cement, yes. Oh yeah, the Bahama beige grout. Uh-huh. Yes. Yes. So this is the size 25 pound. So we need to buy 25 pound. One time? Well, yes, it comes in a pre-mixed, pre-sealed gallon as well, 1 gallon bucket. Uh-huh. Which is really good. You don't have to add the seal then. Okay. So we will buy this one, right? Yes. Okay, got it. Are you wanting to buy this tile? Yes. Okay. How many of this? Can I show you a copy? We need 900 square feet. Are you allowing for waste as well? Normally, on every project, you add about 10% waste. For the bits that you can't use and you end up throwing away. Yes. Do you want me to add that as well? I can. Sorry, can you repeat it again? Yeah. 10% buffer. For bits that you don't use, you throw away. 900 square feet. It's up to you. Because, you know, I have a congestor, so maybe he will come in here and check it for me. Sure. All right. So how long will it take if you do the 10% like that? You can bring back by the piece. Uh-huh. So if you want to add that 10%, it's, you know, it's advised. Do we need to pay for it? Yes. Okay, got it. But you can bring it back. I think I need to talk with my contractor. Okay. Yes. I won't add it for now. Okay. He just wants me to come here and pick something we want. If he's probably said 900, I think you're okay. Yes, thank you. All right, I got that. I got the grout. Mm-hmm. Yeah, you're going to need... this size grout line as well, like 1/8 of an inch. Mm-hmm. You like that? Okay. Yep. Cause this tile you can actually go smaller. You can go like this size grout line. It's up to you. He said with me he will decide how to do it. So I think it should be good. This one? This size? Honestly, we don't know right now. Okay, but it's up to you though. You can go this wide and go this small. I think he will do like this, small like this. Yeah. But he said with me he will do very small. But I don't know this size or this size. I think this one look good. Hả? Huh? Nó muốn hỏi là bây giờ cái viền nhỏ này nè, thằng Dan nó kêu là nếu mà cái viền nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà không biết là làm viền bự hay viền nhỏ. Không. Give me a second. Yeah. Không, viền giống vậy đẹp hơn nè. Viền giống vậy hả? Ừ. Is it possible if I chew it later? Yeah. Okay, thank you. So, because I need to talk with him first. Yeah, no make worries. Sure which one is the best for us, oh, you know? Oh, sure. Yeah. Thank you. Gotcha. Hello, mọi người. Hôm nay mình quay lại tiệm. Trang người ta lấy hết đồ ra mang ra ngoài hết rồi. Mình chỉ có sơn tường lại với hôm nay lót gạch thôi. Thằng này mình phải cho nó xuống lại chút xíu để cho thằng này bằng, tại thằng này cái chiều dài nó dài hơn. Thấy không? Đây. Đó. Sơn bốn cái bốn cái cột này màu đen. Không không? Màu. Nhưng nếu mà gạch khác là tôi xong rồi, xong lâu rồi. Màu xám đậm. Vậy gạch này có ảnh hưởng gì tới tiến trình không chú? Tiến trình
chậm hơn, nó bị chậm hơn. Nhưng ok, bây giờ mình sẽ đi vô Home Depot để lựa cái sim. Hello. Oh, okay. I'm busy right now. Can I call you back? I'm busy right now. Can I call you back? Okay, yeah, thank you. Excuse me, sir. May I know where the sin? I'm looking for the sin. Sin? Stick, yes. To be in the garden department. Okay, thank you. I think garden department. Okay, yeah. Ông có hiểu mình hiểu, nói mình như vậy. Tự nhiên cái scene nào mà nằm ở ngoài garden này sơn rồi. Nó nằm bên kia kìa. Nó nói với anh là nó nằm ngoài garden đó. Để đi ra ngoài coi cái nha anh. Có gì? Nó nói là cái sim nó nằm ngoài garden đó. Bởi vậy. Đây, coi là có flooring. Thảm. Nó cái faucet rồi, nó chắc nằm gần gần đó. Wow, này bán mấy cái sin rồi. 259. Đi thẳng phải phải trái chắc nó đó. Cái xin này là 249. Hôm qua mình có coi ở đây, dầu nước ở đây mắc, cực kỳ mắc. Không hiểu tại sao. Nó như một cái vòi nước này 144 đồng. Nước trên 134 đồng. Cái trên nữa 99 đồng. Mình cái rẻ nhất 90 đồng cho 3 cái ống nước, 3 cái dặn. Xin nằm đâu ta? Lâm Thiền. Lâm Thiền là cái này. Đây mình tự kiếm rồi. Đi kiếm rồi đã. Đây là 179 đồng. Cái này quá. Cái này là 229 đồng. Có hai học này. Cái này mắc nhất, cái này mắc nhất, khu này 299. Đây là 379.
cái nền của mình là màu tối rồi, nên mình chắc mình kiếm cái gì nó màu sáng. Nãy mình chắc mình lấy mới có lấy cái mẫu này hay không. Cái này là 349. Này bự hơn chút, thêm 2 ngăn nữa là 479. Oh, cái này nó có bán riêng nha. Cái này bán riêng nha. Là cái này là 349, là chỉ có cái tủ này thôi. Còn muốn cái miếng đá ở trên á là 189 nữa. Wow. Làm hết một bộ rồi. Đây là 349 đúng không? Thêm cái 189 nữa nha. Miếng đá. Nè. Nó kêu là son separate nè. Ok, thì mình quyết định là mình sẽ lấy cái này, cây giữa. Cây giữa là cái này, 30 inch, 289 đồng, tới nữa, chắc 300. Thì nó sẽ có cho mình cái tủ này với lại cái vanity ở trên luôn. Ok, hôm nay mình remodel được 80% rồi. Đúng không anh? Đúng rồi, chắc 90 quá. No, còn mình còn thay ghế nữa mà. Giữ cho mình cái các bạn. Thay ghế nữa. Lót sàn mình lót sàn gạch giả gỗ. Ok. Ok, thì khi nào nó bỏ ghế vô thì mình bỏ ghế vô thì mình sẽ quay cho các bạn xem số tiền mình sau khi hoàn thành nha. Ok. Bây giờ còn tạm thời đang bừa bộn quá, mình mà chỉ mới bưng vô thôi chứ mình cũng chưa có để được đúng chỗ nữa, chắc phải đến ngày mai rồi. Chào mọi người. Rồi sau bao ngày chờ đợi. Hello, how are you doing? Good, how are you? We have a new chair. Oh, cool. Tomorrow. Cool. Ok, hôm nay thì cái dàn ghế của mình về rồi. Này. Lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem cái cách người ta lắp ráp cái thầy hình như là cái nó chỉ là một phần của cái ghế thôi. Đây là 1, 2 nè, 3, 4, 5. Đi sao này hả? Để cái gì mà để viết tên mình sau khi mỗi lần làm chân xong á. Cái bảng á. Nè, cái này nè. Khỏi sợ rớt nè, không? Khỏi sợ rớt thì nằm đây luôn. Rồi. Này nó thiết kế. Nãy em nhìn mà em tưởng nó là hả, dạ nó là gỗ. Đâu phải gỗ. Không có đâu. Nhưng mà mấy anh nói là cái mấy cái mà cái dân bóng này nè, xài cũng thời gian dài lắm. Nó xài cũng ok. Rồi ok. Ok. Bây giờ thì mình xong hết rồi nè. Ok.
Ok, cái ghế này mình đặt là nó có hệ thống điều khiển ở đây luôn. Ok. Rồi, cả ngày mai mở tiệm mới rồi, everything mới hết. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.